Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong ngày hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ sẽ đón nhận một đợt gió mùa đông bắc, trời sẽ chuyển nhiều mây và có mưa rải rác. Lượng mưa được nhận định là không quá nhiều và chủ yếu tập trung tại các tỉnh vùng núi. Tuy nhiên, thì cường độ không khí lạnh được nhận định là khá mạnh nên nền nhiệt sẽ có xu hướng giảm dần với mức cao nhất vào ban ngày chỉ dao động từ 26 cho đến 28 độ. Riêng ở khu vực Tây Bắc do chưa chịu tác động của không khí lạnh nên một vài điểm thuộc Lai Châu và Điện Biên nhiệt độ cao nhất vẫn có thể chạm ngưỡng là 30 độ. Tại các tỉnh miền Trung, trong ngày hôm nay do tác động của gió Đông Bắc kết hợp với điều kiện địa hình, nên tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ cũng xuất hiện mưa trên diện rộng. Sau đến ngày mai, khi mà không khí lạnh dồn xuống mạnh hơn, đời gió Đông Bắc gia tăng hơn về cường độ, thì khu vực này có nơi sẽ xuất hiện mưa vừa đến mưa to cũng do tác động của không khí lạnh nên nền nhiệt tại khu vực này có xu hướng giảm dần, cao nhất ở các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế chỉ giao động từ 25 cho đến 28 độ, còn đối với các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất vẫn đạt ngưỡng từ 29 đến 32 độ. Đối với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, trong ngày hôm nay thời tiết chưa có nhiều biến đổi, trời vẫn phổ biến là ít mưa và có nắng vào ban ngày. Nhiệt độ ban trưa phổ biến từ 28 đến 31 độ ở Tây Nguyên và từ 31 cho đến 34 độ tại các tỉnh Nam Bộ. Lưu ý riêng một số tỉnh ven biển ở miền Tây như là Cà Mau hay là Kiên Giang vào buổi chiều có thể xuất hiện mưa rào và rông, trong cơn rông cần đề phòng có gió rất mạnh. Sau đến ngày mai thì thời tiết sẽ có sự chuyển biến do sự khuếch tán của không khí lạnh nên tại các tỉnh Tây Nguyên trời sẽ chuyển nhiều mây hơn và có mưa nên nhiệt toàn vùng sẽ có xu hướng giảm nhẹ. Cụ thể ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn sẽ được dự báo như sau. Thưa quý vị, thủ đô Hà Nội trong ngày hôm nay do tác động của không khí lạnh nên trời chuyển nhiều mây và có mưa nên nhiệt sẽ có xu hướng giảm hơn so với ngày hôm qua. Vào lúc sáng sớm chỉ dao động từ 22 đến 23 độ, còn ban ngày nhiệt độ cũng chỉ tăng lên ngưỡng từ 27 đến 28 độ. Càng về chiều tối khi mà không khí lạnh tiếp tục dồn xuống với cường độ mạnh hơn thì nền nhiệt sẽ tiếp tục giảm mạnh như vậy là trong hai ngày tới trời sẽ chuyển lạnh quý vị khi lưu thông trên đường nên trang bị thêm áo khoác khăn quàng cổ và đeo khẩu trang để giữ ấm cho cơ thể đồng thời nên chú ý đến sức khỏe của người già và trẻ nhỏ để tránh đổ bệnh do thời tiết ra tới thành phố Hải Phòng. Trong ngày hôm nay, trời cũng chuyển nhiều mây hơn và có mưa, nên nhiệt cũng giảm đi đáng kể, với nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ tăng lên ngưỡng là 27 độ. Đáng lưu ý là cường độ gió ở vùng ven biển và khu vực vị Bắc Bộ. Từ chiều tối và đêm nay, khi mà không khí lạnh tiếp tục rồn xuống, thì gió sẽ mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 biển động. Cùng với đó, thì mưa rông cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn, khiến cho tầm nhìn giảm và thời tiết cũng không còn ổn định như những ngày trước nữa. Tàu thuyền, nhất là tàu thuyền nhỏ và du lịch, thì nên lưu thông để đảm bảo an toàn. Đối với thành phố Đà Nẵng trong ngày hôm nay cũng do tác động của đới gió đông bắc nên vào sáng sớm thì trời cũng chuyển nhiều mây và ít có nắng. Trong ngày đôi lúc xuất hiện mưa, nhiệt độ ban ngày và đêm sẽ dao động không quá nhiều, cao nhất là 28 độ và thấp nhất về đêm là 24 độ từ chiều tối và đêm nay cũng như là sang đến cả ngày mai, khi mà đối gió Đông Bắc hoạt động mạnh mẽ hơn nữa, thì mưa cũng sẽ tăng hơn về cường độ. Lượng mưa trong ngày có thể đạt từ 15 cho đến 20mm. Do trời nhiều mây và có mưa nên độ ẩm tại thành phố khá cao, thời tiết ẩm ướt không thuận lợi cho các hoạt động không phơi đồ đạc của người dân. Đồng thời, quý vị và các bạn khi lưu thông nên mang theo các vật dụng che mưa để tránh bị ướt và đảm bảo cho sức khỏe của mình dù đến thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay thời tiết cũng không có nhiều biến đổi trời phổ biến là có nắng sớm và ban ngày trưa chiều thì cường độ nắng gia tăng có nơi đạt mức nắng nóng khoảng 35 độ thời tiết nhìn chung là khá ủng hộ cho giao thông và các hoạt động ở ngoài trời chỉ xin lưu ý nhỏ là khi tham gia giao thông đặc biệt vào thời điểm ban trưa thì quý vị nên mang theo áo chống nắng cũng như là khẩu trang để tránh bụi và bảo vệ cho làn da của mình về chiều cường thì trong ngày hôm nay sẽ giảm đi nhiều và chỉ gây gập nhẹ nên không ảnh hưởng nhiều tới các phương tiện tham gia giao thông Nằm trong xu thế của khu vực, thành phố Cần Thơ ngày hôm nay duy trì mây thay đổi, ngày trời có nắng, với nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức từ 33 đến 34 độ, chiều tối có thể có mưa nhỏ. Thời tiết khá thuận lợi cho giao thương ở các chợ đầu mối, tuy nhiên thì chiều cường vẫn có khả năng gây ngập ở đường phố và ảnh hưởng tới giao thông nên quý vị cần lưu ý. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.